Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh Tin tức mới 365. Ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Tin cực sốc, 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử 56 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải. 7 cán bộ thanh tra giao thông bị cáo buộc nhận hơn 6 tỷ đồng từ các chủ xe và doanh nghiệp vận tải để bỏ qua vi phạm hoặc tránh bị kiểm tra. Các bị cáo trong số này gồm Lâm Hữu Chí, 43 tuổi, Võ Thanh Liêm, 45 tuổi, Trần Văn Dũng, 54 tuổi, Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi, Trần Ngọc Huệ, 61 tuổi, Phạm Văn Dương, 47 tuổi và Trần Văn Minh, 58 tuổi. Những bị cáo còn lại là chủ doanh nghiệp quản lý và lái xe. Phiên tòa xét xử 56 bị cáo liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo vì bệnh và một số người liên quan. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 7 tháng 10. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các thanh tra viên như Lâm Hữu Chí, Võ Thanh Liêm và những người khác đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu hoặc không kiểm tra các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Lâm Hữu Chí là người nhận hối lộ nhiều nhất, hơn 5 tỷ đồng, từ 55 cá nhân và doanh nghiệp. Chí dùng 2 tài khoản ngân hàng để nhận trên 4,6 tỷ đồng từ 43 bị can và hơn 334 triệu đồng từ 12 cá nhân được miễn trách nhiệm hình sự. Chí khai rút tiền và chia cho đồng nghiệp nhưng không được đồng nghiệp thừa nhận việc thống nhất nhận tiền. Các bị can khác nhận từ hơn 40 triệu đến hơn 300 triệu đồng. Trong 49 bị can đưa hối lộ, số tiền dao động từ 10 triệu đến 781 triệu đồng. Quý vị thân mến, vụ kỷ luật bí thư thành ủy và nhiều cán bộ liên quan đến đường dây dự án trăm tỷ gây xôn xao dư luận. Cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ bị điều tra, phát hiện khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục quyết liệt, không có vùng cấm từ trung ương đến địa phương. Lãnh đạo thành phố Sông Công Thái Nguyên bị xem xét kỷ luật vì vi phạm trong các dự án lớn do thiếu lãnh đạo và giám sát chặt chẽ. Việc triển khai dự án đường thắng lợi kéo dài giai đoạn 2 theo hình thức PPP, hợp đồng BT tại thành phố Sông Công đã để lại nhiều vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và chính quyền địa phương. Những sai phạm này liên quan đến ông Dương Xuân Hùng, nguyên bí thư thành ủy Sông Công, và ông Hoàng Thái Cương, bí thư thành ủy Sông Công, cùng nhiều cán bộ khác. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và khiển trách các cá nhân liên quan, đồng thời đề nghị xem xét xử lý ban thường vụ. Dự án đường thắng lợi kéo dài vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng 11 bị can khác đang đối diện với án truy tố, trong đó có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định đấu thầu. Liên quan đến vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng. Nhiều bị can, bao gồm cả vợ ông Chiến và các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục thiệt hại. Gia đình bị can Đặng Xuân Minh đã nộp lại 3,2 tỷ đồng, trong khi các bị can khác nộp từ 10 đến 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Thiệt hại từ 3 gói thầu tại Yên Phong, Quế Võ và Tiên Du là 22,8 tỷ đồng đã được các công ty trúng thầu nộp lại. Vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn với thiệt hại 25,8 tỷ đồng chưa được khắc phục vì Nhàn vẫn đang trốn, tài sản của công ty AEC đã bị kê biên. Tổng thiệt hại từ vụ mua sắm thiết bị y tế tại Bắc Ninh là hơn 48 tỷ đồng. Ông Nguyễn Lương Thành không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không có bằng chứng về việc chỉ đạo can thiệp khi ký quyết định phân bổ vốn cho 6 bệnh viện, nhưng bị đề nghị xử lý về mặt đảng và hành chính. Tô Lâm nhấn mạnh công cuộc chống tham nhũng sẽ tiếp tục với tinh thần không có vùng cấm,
kể cả khu vực ngoài nhà nước. Ngày 16 tháng 9, hàng trăm cảnh sát đã kiểm tra trụ sở VNG sau khi công ty này để lộ 163 triệu tài khoản khách hàng. Bộ Công an cảnh báo nhiều doanh nghiệp không thực hiện đủ biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, dẫn đến nhiều vụ lộ tin như Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines và FPT. Bộ Công an cho biết hacker thường lợi dụng website hấp dẫn để cài mã độc, thu thập thông tin cá nhân người dùng. Thông tin sau đó được gửi đến hacker thay vì nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, các thiết bị nghe lén cũng được sử dụng để thu thập thông tin. Nhiều cán bộ bị phát hiện sở hữu tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc sau khi khám xét. Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2024 cho thấy 19 người bị phát hiện kê khai tài sản không trung thực và bị kỷ luật. 38 người đứng đầu cũng bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng. So với năm 2023, số cuộc thanh kiểm tra vẫn còn hạn chế và ít vi phạm được phát hiện. Chính phủ cho biết đã khởi tố nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, cả cũ lẫn mới, liên quan đến cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Các cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các vụ án khởi tố hành vi phạm tội kinh tế và tham nhũng. Cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ công ty Lilama vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Hiện ông Vịnh cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai và cán bộ công ty Aptis Việt Nam bị truy tố vì các tội danh liên quan đến tham nhũng, vi phạm quy định khai thác tài nguyên và rửa tiền. Từ năm 2011 đến 2015, các bị can đã lợi dụng chức vụ để cấp phép trái quy định cho công ty Lilama và Aptis Việt Nam khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi 171 tỷ đồng và Aptis Việt Nam thu 184 tỷ đồng. Nguyễn Văn Vịnh khi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản trái luật, tạo điều kiện cho các công ty này. Ông Vịnh khai nhận đã nhận 5 tỷ đồng từ Nguyễn Mạnh Thừa vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Phú Quốc đã bắt giữ Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Thanh bị cáo buộc nhận một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng để bỏ qua các hoạt động phân lô đất rừng và đất nhà nước. Các đối tượng khác, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Hùng cũng bị khởi tố và tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đã lập công ty và tự ý phân lô đất chưa hợp pháp, quảng cáo và bán đất không có thật để thu lợi bất chính. Các đối tượng đã ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân lô và bán nền cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Gần đây, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và tạm giam 3 người, trong đó có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông về tội nhận hối lộ. Trước khi vụ án bị phanh phui, lãnh đạo Bộ Công Thương bao gồm Trần Duy Đông khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp là đúng quy định và chỉ trích báo chí đưa thông tin sai sự thật. Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lần đầu vào năm 2016 và cấp lại vào năm 2021 đã gặp khó khăn trong việc duy trì số lượng đại lý quy định do các yếu tố khách quan và chủ quan. Công ty Xuyên Việt Oil đã lách luật bằng cách kê khai 37 đại lý bán lẻ thuộc công ty Đại Đồng Xuân để đáp ứng yêu cầu cấp phép. Dù đã ký văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hai bên chưa thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bộ Công Thương sau đó đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của công ty vì không duy trì đủ điều kiện. Ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại bị bắt vì nhận hối lộ. Và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng bị khởi tố về cùng tội danh. Giữa tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vì lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cùng thời điểm, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Đến tháng 3 năm 2024, thêm 4 người, bao gồm Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, bị khởi tố về hành vi đưa và nhận hối lộ.
Gần đây, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu như Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro bị ngân hàng siết nợ. Agribank cũng đấu giá tài sản của công ty Đại Việt với mức giá khởi điểm là 54 tỷ đồng do khoản vay từ năm 2018. Công ty Xuyên Việt Oil hiện nợ khoảng 5.500 tỷ đồng tại các ngân hàng. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác vì tham ô và hối lộ. Bà Lan phải khắc phục 673,849 tỷ đồng vào tài sản, bao gồm biệt thự và bất động sản đã bị kê biên. Công ty cổ phần thương mại Hạ Long và công ty U Lạc cũng phải nộp lại 6.090 tỷ đồng do sử dụng tiền từ SCB để mua cổ phần. Hội đồng xét xử đã tiếp tục kê biên nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan tại các quận 1, 3 và 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan bị buộc bồi thường 673,849 tỷ đồng và chịu án phí lên tới 674 tỷ đồng, mức án phí cao nhất từ trước đến nay. Tòa án tuyên án tử hình đối với bà Lan và yêu cầu kê biên các tài sản liên quan đến vụ án. Các bị cáo khác cũng bị xử án phí và mức án tù, với một số bị cáo phải bồi hoàn số tiền nhận hối lộ. Vụ án làm dấy lên những lo ngại về tình trạng mất thanh khoản của ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Tòa án khẳng định cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới phần bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nóng, công ty cổ phần VNG bất ngờ hàng trăm công an phong tỏa. Kính thưa quý vị, hàng trăm cán bộ công an đã phong tỏa trụ sở công ty VNG ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sau khi công ty này để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Qua điều tra, một khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện, bao gồm 7.750 tỷ đồng, 534 cây vàng và 1.444 sổ đỏ. Hai phó thủ tướng và 16 cán bộ diện trung ương quản lý đã bị khởi tố. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, không có vùng cấm. Bộ Công an cũng nêu rõ nhiều doanh nghiệp chưa áp dụng đủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các vụ lộ lọt thông tin nghiêm trọng. Dữ liệu khách hàng của công ty FPT đã bị lộ công khai trên mạng do các công ty môi giới dịch vụ taxi sử dụng để mời chào qua tin nhắn SMS. Bộ Công an đã chỉ ra các phương thức thu thập trái phép dữ liệu cá nhân như việc lợi dụng các website hấp dẫn để cài mã độc vào thiết bị người dùng, từ đó thu thập thông tin mà không bị phát hiện. Nhiều cán bộ bị khám xét mới đây đã lộ ra khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Theo báo cáo của Ủy ban Tư pháp, năm 2024 có 16.351 người đã được xác minh tài sản. Trong đó, 19 người bị kết luận không trung thực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng sẽ được triển khai đồng bộ và kiên quyết với 38 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do tham nhũng, bao gồm khiển trách, cảnh cáo và cách chức. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường nhưng vẫn cần nhiều hơn thời gian để phát hiện và xử lý các vi phạm. Gần đây, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng với việc khởi tố. Nhiều cán bộ cấp cao và lãnh đạo chủ chốt, các cơ quan chức năng đã xử lý 7.750 tỷ đồng, 534 cây vàng và 1.444 sổ đỏ liên quan đến các vụ tham nhũng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng phòng chống tham nhũng không chỉ bảo vệ sự phát triển kinh tế xã hội mà còn ngăn chặn mối đe dọa đối với sự tồn vong của chế độ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13, 141 cán bộ diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó 31 ủy viên và 24 sĩ quan cấp tướng. Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả các vụ án lớn như vụ Phúc Sơn với 315,8 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác đã bị tạm giữ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, gần 750 tỷ đồng đã được thu hồi, nâng tổng số tiền thu hồi từ khi thành lập ban chỉ đạo lên 85.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,75%. Từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 230 đảng viên
vì tham nhũng, 4.004 vì suy thoái và 13 vì kê biên tài sản sai quy định. Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý 47 cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng và nhiều bí thư tỉnh ủy. Các vụ án tại công ty AEC và khu đô thị Đại Ninh đã kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An. Trong 6 tháng đầu năm, đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lên 55 cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay. Công tác xử lý tham nhũng tiếp tục được thực hiện nghiêm, không có vùng cấm. Các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nhiều vụ án trọng điểm như tại tập đoàn FLC, tập đoàn Tân Hoàng Minh và ngân hàng SCB, với án phạt vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Từ đầu năm 2024, 14 cán bộ trung ương đã bị miễn nhiệm hoặc chuyển công tác, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để kích động và chống phá đảng và nhà nước. Gần đây, Jomon đã bị khởi tố tại Đắk Lắk vì phá hoại chính sách đoàn kết. Jomon nhận chỉ đạo từ Imut Mờ, đối tượng khủng bố lưu vong, tiếp tục hoạt động chống đối qua mạng xã hội và liên lạc với các phần tử phản động. Cơ quan an ninh Đắk Lắk đã thu thập chứng cứ quan trọng từ nơi ở của y. Cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến khai nhận đã nhận quà Tết trị giá 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Chiến và nhiều cán bộ khác về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu. Ông Chiến đã tự nguyện nộp lại 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nhận hối lộ 8,1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty Sông Hồng, chi tiêu toàn bộ số tiền cho cá nhân. Trong bối cảnh các vụ án tham nhũng lớn, lực lượng công an cần phải là công cụ tin cậy và trong sáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết cải cách quy định và sự ủng hộ của nhân dân là bí quyết quan trọng trong công cuộc này. Chúng tôi hy vọng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục chống tham nhũng, khơi dậy lòng tin của đảng viên và nhân dân. Lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về danh dự sẽ là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ đảng viên. Chiến dịch đốt lò đã làm tăng chỉ số tham nhũng từ 2,7 lên 3,11, dẫn đến nhiều quan chức từ chức và điều tra hàng loạt tập đoàn lớn, trong đó có FLC, Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã đạt chỉ số 42, phản ánh thành công lớn từ chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nhiều vụ án quan trọng đã được xử lý, như tập đoàn Vinasin thất thoát 91,2 tỷ đồng với án từ 3 năm đến tử hình, Tổng công ty Hàng hải gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng án tử hình cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, tập đoàn Dầu khí thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, Đinh La Thăng nhận 30 năm tù. Các vụ án chiếm đoạt tài sản qua mạng và ngân hàng Đông Á, nhiều quan chức bị tuyên án dài hạn. Những thành tựu này là di sản lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng đã đạt nhiều thành tựu lớn. Tổng công ty viễn thông Mobifone Nguyễn Bắc Son trung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù, dự án gang thép Thái Nguyên, đô đốc Nguyễn Văn Hiến 30 năm tù, Đinh Ngọc Huệ 30 năm tù, cảng Quy Nhơn Quảng Ninh, kỷ luật Vũ Văn Ninh và Nguyễn Văn Bình, ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình 35 năm tù, Phan Văn Anh Vũ thêm tội danh khác. Các sai phạm tại công ty Việt Á và các chuyến bay giải cứu đã dẫn đến từ chức của nhiều quan chức cao cấp. Những thành tựu này phản ánh sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nền kinh tế Việt Nam hội nhập và thu hút đầu tư, nhưng cũng chứng kiến sự gia tăng tham nhũng với các đại án như Vinasin và Trịnh Xuân Thanh. Các dự án trọng điểm như đường sắt đô thị đội vốn nghiêm trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm về những yếu kém trong quản lý, văn hóa từ chức, theo quy định số 41 đã giúp siết chặt kỷ luật cán bộ. Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng bị kỷ luật do sai phạm. Nguyễn Thanh Nghị, một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam đã mắc nhiều sai phạm ở cấp cơ sở. Những sai phạm này chỉ được xử lý khi chiến dịch chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thanh tra Chính phủ phát hiện thất thoát lớn ở Kiên Giang, dẫn đến kỷ luật các lãnh đạo tỉnh, trong đó có Nguyễn Thanh Nghị.
Chiến dịch chống tham nhũng đã đạt được kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của nhân dân với nhiều quan chức bị xử lý. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc này. Ngành công an dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương tập trung vào 3 phương diện: điều tra các vụ án tham nhũng, làm trong sạch nội bộ và cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng Tô Lâm đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra các đường dây tội phạm lớn và cải thiện công tác cấp căn cước công dân, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.